Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Công an cứu 5 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy. Căn nhà 4 tầng ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy và bị bao trùm bởi khói đen khiến 5 người mắc kẹt bên trong. Cảnh sát kịp thời có mặt phun nước dập lửa và đưa mọi người ra ngoài an toàn. Khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 9, căn nhà 4 tầng trong hẻm 650 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 bất ngờ xảy ra hỏa hoạn phát hiện có cháy, người dân xung quanh hô hoán tìm cách dập lửa nhưng không hiệu quả. Trong phút chốc, căn nhà bị bao trùm bởi khói đen khiến các hộ dân lân cận hốt hoảng di tản ra khu vực an toàn. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ PC07, Công an quận mới điều động 10 xe chuyên dụng và 70 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, cứu người. Gần 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã giải cứu 5 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà bị cháy đồng thời hướng dẫn thoát nạn 35 người. Theo phòng PC07, vị trí cháy xuất phát từ khu vực bếp và nguyên nhân ban đầu là do chủ nhà bất cẩn trong lúc nấu ăn.